Xin chào anh chị nhé. Chào mừng anh chị là đường Hồ Xuân Hương thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị chạy thẳng đường này xuống này là mình xuống được khu du lịch Hồ Suối Cam, Hồ Xuân Hương đây anh chị ha. Rồi về được ủy ban tỉnh, tỉnh ủy, trung tâm thành phố Đồng Xoài, trung tâm thành phố Đồng Xoài ở bên đó đó anh chị ha. Ở bên đó đó nha anh chị ha. Đó, đây là đường Hồ Xuân Hương này. Rồi, anh chị đi thẳng cái con đường nhỏ nhỏ này, đi thẳng lên. Thẳng lên đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn cái tôi phóng to ra này. Đó, cái nóc nhà đó đó. Nóc nhà đó là khu trên đó là khu tòa án tỉnh Bình Phước, khu trên đó anh chị ha. Tòa án tỉnh Bình Phước, rồi khu trên đó có một cái khu huấn luyện của cán bộ sĩ quan của công an ấy. Cái khu đó là khu gì tôi quên mất tên rồi. Đó, là khu đó. Đó, quốc lộ 14 DT41 trên đó nhá. Từ đây lên đó có khoảng 300 m. Đó, anh chị ha. Còn bên này thì cái trường lái rồi trường sát hạch của ô tô anh chị nhá. À, rồi. À, còn cái khu tôi đang đứng ở đây là mặt đường Hồ Xuân Hương. Mặt đường Hồ Xuân Hương này. Rồi khu này là khu tái định cư của công ty cao su Đồng Phú, người ta mở ra cái khu này anh chị ha. Đấy, nhà dân người ta cũng xây cũng khá kín ở đây à anh chị nhá. Rồi. Anh chị chạy thẳng đường này. Đi khoảng chừng 2 cây số nữa là mình ra được Bùng Binh, Suối Cam, rồi về được xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, rồi mình đi được Phú Giềng, đi được Phước Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập anh chị nhá. Quốc lộ 13 là đi hướng đó anh chị ha. Đó, ở đây cũng có quán xá người ta mở này. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất nằm trên mặt đường Hồ Xuân Hương này, là có cái diện tích là ngang 6, sâu 21, thổ cư 100%. Là đây là lô này anh chị ha. À, để tôi xem này, để nó có cái cọc gì không. Đây, có cái cọc bê tông này. Đây anh chị ạ. Đây. Đây. Cọc bê tông này. Anh chị nhá. Bắt đầu từ cọc bê tông này sang đến này, bên này không thấy cái cọc nào cả. Sâu vào là 21 m, ngang thì 6, thổ cư 100% anh chị nhá. Đó. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chạy xe xung quanh đây. Tôi quay cho anh chị được hình dung thêm xem xung quanh nó có những cái gì anh chị nhá. À, đối diện có một công ty bất động sản này. Ở đây có cái trung tâm gì mỹ phẩm gì đó, spa gì đó anh chị ha. Bên kia thì ăn uống lẩu. Rồi bây giờ tôi chạy lên trên kia một chút rồi cho các bạn bọc xuống anh chị nhé. Bác cho thuê nhà này hả? Nhà này bác cho thuê bao nhiêu? 5 triệu. Kế cái miếng đất mà tôi đang quay cho anh chị đây này. Đó, là có cái nhà bác này bác cho thuê. Đó. Rồi, bây giờ thì tôi cùng anh chị đi tham quan xung quanh. Xung quanh, đây, anh chị nhá. Đây có một cái đường chính này. Đây có trục chính này. Trục chính đi thẳng, thông lên thẳng đó, anh chị nhìn thấy không? Kế cái đó là cái viện kiểm soát thì tòa án nhân dân gì đó. Đó, nó có hai cái tòa, có hai cái nhà lớn lắm ở trên đó. Anh chị ha, đó. Khu trên này thì ở nhà người ta, người dân người ta đến ở cũng tương đối rồi anh chị ha, cũng không phải là vắng vẻ gì đâu. Đó, đường xá rất là đẹp anh chị ha. Đường xá rất là đẹp. Đó, rồi bên kia nó có cái khu hồ bơi kìa. Hồ bơi bên đấy có cái đơn vị nào người ta làm một cái khu vui chơi bên đấy rất là đẹp. Đây này. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, anh chị ha. Còn đi thẳng đường này ra là sang huyện Đồng Phú rồi. Bên đấy là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú rồi anh chị ha. Đó, bên đấy thì toàn cao su thôi. Đó, bây giờ mình quay lại. Đó, anh chị ha. Từ đây về chợ Đồng Xoài, siêu thị Co-op Đồng Xoài, quốc lộ 14, rồi trung tâm thành phố Đồng Xoài thì khoảng 2 cây số thôi. Rất là gần. Là gần đây anh chị ha. Bản thân của cái miếng đất này nó cũng nằm thuộc phường Tân Phú của thành phố Đồng Xoài rồi anh chị nhá. Quán xá xung quanh đây người ta cũng mở, do mấy hôm nay dịch nên người ta đóng cửa. Với lại tôi đang quay ở đây là giữa trưa nên là người ta cũng không có mở cửa.
Đây, cái nóc nhà đó, nóc nhà cái nóc nhà màu vàng bên kia là viện kiểm soát thì phải, còn bên kia là tòa án nhân dân đó, của thành phố. Còn cái lô 6x21 là bên đó đó anh chị ha, kế cái nhà cho thuê đó đó. Đó. Cái bên cái nhà màu hồng bên kia là công an phòng cháy chữa cháy. Kế công an phòng cháy chữa cháy là trường đào tạo lái xe của tỉnh. Rồi, đến đây tôi kết thúc video. Tại vì đất này thì nó cũng cái diện tích nó nhỏ. Nó chỉ ngang 6x21 hoặc là 10x25 thì quay đất này thì nó cũng đơn giản thôi. Tôi chủ yếu tôi quay những cái khu vực xung quanh để cho anh chị xem là xung quanh nó có những cái gì. Còn như đất dãy thì tôi phải đi chi tiết ranh giới rồi xung quanh cây trồng như thế nào. Còn đất nền thì tôi chỉ quay xung quanh thế để cho anh chị hình dung anh chị nhá. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái đất anh chị vừa ấy xem là nằm trên cái mặt đường này này, đường Hồ Xuân Hương, ngang 6x21, thổ cư 100%. Giá bán người ta là 2 tỷ 4, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.